Các cậu đang lắng nghe Vì Sao Thế Nhỉ Radio, nơi bắt lấy những nỗi buồn của cậu và trả lại cho thế giới một người trọn vẹn, hạnh phúc, an yên. Mỗi lần thông báo tin nhắn đến, mình vẫn luôn mong đó là tin nhắn từ cậu. Mỗi lần tên mình được vang lên, mình vẫn luôn ước tiếng gọi đó là từ cậu. Mỗi lần xem được những thước phim lãng mạn ở đâu đó, mình đã tưởng tượng đó là cảnh mình ở bên cạnh cậu. Lời ước nguyện cho năm mới, mình đã dành nó cho một mộng cầu đẹp đẽ là có được cậu. Có người nói, yêu thầm chẳng khác nào việc đeo tai nghe và bật max volume. Người ngoài thấy tĩnh lặng, chỉ người bên trong mới biết trái tim gào thét dạo dực đến thế nào. Mình cũng từng đọc được ở đâu đó, tương tư giống như những ánh sao, hôm có, hôm không, chẳng biết trước được lúc nào mới thấy, vậy mà cứ hoài trông ngóng. Yêu đơn phương cũng giống như đang lựa chọn đi trên con đường một chiều, không nhìn thấy được bất kỳ một dòng người nào đi ngược về phía mình, chỉ có duy nhất một lối mà lao đến. Nó cũng chẳng khác nào một trò chơi may rủi, nếu thích một người cũng thích mình thì là một may mắn lớn. Nếu đem lòng mến thương một kẻ không thích mình, hơn nữa không hề biết đến tình cảm ấy, thì thật thiệt thòi cho trái tim mình biết bao. Tình yêu mà không thể nói nên lời là tình yêu yếu ớt nhất trên đời này, nhưng cũng thật đẹp đẽ và đáng trân trọng. Bởi lúc nào lấp lánh trong mắt những kẻ đang yêu cũng là một lớp kính màu hồng, để mọi cảnh sắc đều nên thơ như trong truyện cổ tích. Lá thư đầu tiên được gửi đến từ một bạn thính giả có nickname là Bún Cá. Em thật lòng muốn gửi một lá thư cho anh, coi như lời tạm biệt chính thức của em với anh. Gửi người mà em thực lòng rất thích. Em gặp anh vào một buổi tối se lạnh, anh ngồi bên trong một quán cà phê và em ngồi bên ngoài cánh cửa kính. Em không bao giờ quên khoảnh khắc đó, và ngay lập tức em tin rằng chúng ta sẽ có một đoạn tình cảm sâu đậm với nhau. Và sự thật đã chứng minh, đúng là rất khắc tâm, nhưng lại chỉ là đoạn tình đơn phương. Em không nghĩ rằng một người con gái không rung động với ai rất nhiều năm qua lại có thể yêu cuồng si đến như vậy. Chắc cần một chất xúc tác phù hợp, chính là anh. Câu chuyện của chúng ta mở ra bằng một tin nhắn của em. Này, mình thấy cậu đáng yêu quá, chưa có vợ con hay người thương gì thì rep lại mình nhé. Anh đã nói, mình chưa, chào cậu. Rồi em đã làm gì trong 8 tháng qua nhỉ? Em tự dằn vặt, tự đau khổ, tự tưởng tượng rằng chúng ta có kết quả. Em không chấp nhận việc em không phải người phù hợp với anh. Em làm mọi thứ mà đến giờ nghĩ lại em vẫn thấy hổ thẹn. Nhưng sau cùng vẫn là những lời từ chối lịch sự của anh về mối quan hệ này. Nếu một ngày em đọc được một dòng trạng thái trên mạng, một người hỏi chủ tốt, tại sao bạn yêu đơn phương không khổ sở giống như tôi chứ? Chủ tốt nhẹ nhàng đáp lại, vì bạn muốn có được. Em chợt nhận ra, bùng nổ trong chính nhận thức của bản thân. Đúng, em thích anh, đến nỗi chữ thích đó biến chất thành sự sở hữu. Em không muốn vậy, em muốn anh hạnh phúc và không gượng ép. Tỏ tình là để bày tỏ tình cảm, không phải để cưỡng cầu một mối quan hệ. Em biết, hiện tại anh đang hạnh phúc với người anh thực sự thích. Cảm ơn anh, giúp em tự chiêm nghiệm được một bài học chấp nhận và buông bỏ trong năm 2023. Dù ở khoảng không gian và thời gian nào, em cũng mong anh thật hạnh phúc. Mình cũng nghĩ giống Bún Cá, tỏ tình là để bày tỏ tình cảm, chứ không phải để cưỡng cầu cho một mối quan hệ. Đôi khi nói ra được những điều mình nghĩ, giải thoát cho những cảm xúc thầm kín bấy lâu, nói ra được câu thích người chỉ là cách để trút bỏ gánh nặng cho bản thân thôi mà. Vì mình đâu thể bắt ai đó phải yêu mình, đúng không nào? Buông bỏ được rồi thì mình cũng mong cậu học được cách yêu thương chính mình, sẽ may mắn trong tình yêu, gặp được người mình thích, cũng vừa hay họ cũng thích mình. Tiếp theo là một lá thư được gửi đến từ một bạn có nickname là Moon. Em thích anh, chỉ vỏn vẹn 3 từ vậy thôi mà sao em vẫn chẳng nói lên được thành lời. Mùa thu năm ấy, mùa của những giọt nắng vàng, nhưng ẩn chứa trong đó là mối tình đơn phương của một cô bé nhỏ dành cho một chàng trai. Không biết từ lúc nào em lại thích anh nhiều như vậy. Có lẽ là vì cái ánh mắt ấy, ánh mắt mang theo sự hy vọng của mùa thu, của một trái tim nhỏ bé đang ấp ủ từng ngày.
Ngày đó em cố chấp thật sự luôn đấy. Biết anh có người yêu nhưng vẫn nghĩ rằng anh để ý đến em. Ngu ngốc thật nhỉ. Cho đến bây giờ em nhận ra rằng dù mình có thích bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng không thể quên đi bóng hình ấy. Cuối cùng, cảm ơn vì đã xuất hiện để em trở nên trưởng thành hơn. Và xin lỗi vì đã ảo tưởng vị trí của mình. Tạm biệt. Muôn ơi, thật ra ai yêu đơn phương cũng vậy à. Trong đầu lúc nào cũng tràn ngập mộng tưởng. Đó chẳng phải điều gì ngu ngốc đâu. Ai mà chẳng khát khao yêu và được yêu đúng không nào? Để viết được những dòng thư này, hẳn Moon của chúng mình đã nhận được nhiều bài học. Cô bạn nhỏ của chúng mình đã trưởng thành hơn sau mối tình đơn phương ấy, và điều đó thật đáng quý. Cậu sẽ học được cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn và biết rằng mình xứng đáng được hạnh phúc. Có thể cậu sẽ không quên được bạn ấy, nhưng hãy để những cảm xúc ấy chìm và sâu thẳm trái tim như một kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi trẻ. Tương lai còn dài, cậu sẽ gặp được nhiều người hơn, và biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ tìm được người thực sự dành cho mình. Có một khái niệm cho việc không thể quên đi bóng hình của một người, đó là forever crush. Forever crush là tình cảm yêu thích đối với một người nào đó khó có thể phai nhạt. Họ sẽ luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tiềm thức của cậu, là một cái tên mà cậu không thể quên đi. Hay nói cách khác, chỉ cần người ấy vô tình xuất hiện hay đơn giản là được ai đó nhắc đến, trái tim của cậu sẽ lại dạo dực một lần nữa. Hầu hết trong chúng ta, ai cũng có một cái tên như thế, in hẳn trong tim, nhưng thật yên bình khi nhắc đến, không đau lòng, day dứt hay tiếc nuối. Cũng nhiều người cho rằng forever crush thực ra chỉ là sự mến mộ, yêu quý vì họ đặc biệt, nên đương nhiên có một vị trí ưu tiên trong tâm trí mình thôi, chứ chưa chắc đó đã là yêu thầm. Vậy thì cùng mình đọc lá thư của bạn thính giả em mèo dâu tây để xem forever crush là ai đối với bạn ấy nhé. Forever crush chính là danh xưng trọn vẹn nhất mà tớ có thể gọi cậu ấy. Trong suốt 7 năm thích thầm, tớ đã từng hạnh phúc phát điên vì những câu chuyện chia sẻ cùng cậu ấy mỗi ngày. Và rồi cũng có những lúc tớ tuyệt vọng đến cùng cực với chính tình yêu mà tớ tạo ra. Tớ đã từng là một đứa vô cùng độc hại, tiêu cực. Ban đầu cậu ấy rất kiên nhẫn với tớ, nhưng dần dà cậu ấy bất lực và chúng tớ ngày càng xa cách nhau. Mãi đến sau này, khi nghĩ lại, tớ mới nhận ra điều khiến mối quan hệ giữa chúng tớ tệ đi lại chính là tớ. Chúng tớ chẳng là gì cả, nhưng vì cái suy nghĩ đăm đăm rằng cậu ấy là của mình, nên tớ đã vô tình buộc cậu ấy phải đón nhận niềm tiêu cực của tớ và phải xoa dịu tớ. Nhưng đã quá muộn để mọi thứ có thể quay trở lại. Hiện tại cậu ấy đã cách tớ nửa vòng trái đất, và tớ biết cậu bạn của tớ sẽ phát triển rồi bay thật cao, thật xa. Có lẽ điều mà tớ muốn nói nhất trong bức thư này chính là lời xin lỗi. Một lời xin lỗi thật muộn màng. Vì hip hop của em ơi, em thương và xin lỗi bạn thật nhiều. Mình tin lời xin lỗi của em bé dâu tây sẽ được gửi đến Vịt Hip Hop sớm thôi. Cậu cũng đừng dằn vặt bản thân mình nhiều nữa nhé. Viết ra được những lời này, mình tin cậu cũng đã phần nào buông bỏ được những day dứt trong lòng mình rồi. Những chuyện tình cảm đơn phương, 3 phần đẹp đẽ, 7 phần đau khổ. Đẹp đẽ vì cảm giác ngây ngô theo đuổi thứ tình cảm một chiều trong trẻo, khiến mình trở nên ngốc nghếch, nhưng cũng lại làm mình dễ cười, dễ vui. Đau khổ bởi nó cũng nhấn chìm ta trong cái hố của nỗi buồn và thất vọng. Yêu đơn phương khiến ta dễ dàng có mọi cảm xúc. Chỉ một tin nhắn cũng làm ta ngẩn ngơ suốt cả một ngày dài. Chỉ một lời hỏi thăm cũng khiến ta suy nghĩ bao nhiêu là chuyện. Một lời xin lỗi của người ta cũng khiến mình cảm thấy như chính mình mới là người có lỗi. Một lời khen dạo cũng khiến ta vẽ ra cả tương lai lúc sánh đôi. Dù ở trong tột cùng của đau khổ, nhưng vì người ta nhờ vả, vẫn sẽ tươi cười giúp đỡ. Dù đang rất rối bời, nhưng vẫn sẽ vì đối phương có chuyện buồn mà ngồi lắng nghe cả buổi. Mọi cảm xúc của mình xuất hiện lại chỉ vì cảm xúc của một người. Lá thư tiếp theo được gửi đến từ một bạn có nickname là Sứa. Dạo gần đây, những cặp đôi mà mình theo dõi từ chặng đường đầu tiên đều lần lượt thông báo chia tay. Buồn nhỉ, chẳng biết sao lại thế. Họ bên nhau vài năm, thậm chí là hơn chục năm họ nắm tay nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bước đi và có mặt trong cuộc đời của nhau. Thế mà cũng đến lúc dừng lại. Mình từng thích người khác vài tháng,
một năm và lâu nhất là 4 năm. Đó là một người bạn cùng lớp cấp 2. Bạn ấy học giỏi, khá là lầm lì, tính cách thì không được nghiêm túc cho lắm. Nghe thì chẳng có gì đáng để thích nhỉ. Có lẽ thứ duy nhất vớt vát lại hình tượng của bạn ấy là học giỏi toán, và điểm yếu của tớ lại là toán. Thế là thích thôi. Mấy đầu nghĩ chắc cũng chẳng thích được lâu, nhưng rồi cứ âm thầm, lặng lẽ mà tình cảm ấy đeo đuổi mình suốt 4 năm. Nhìn bạn ấy yêu hết người này đến người khác mà chẳng sao, vì mình xác định được mối tình đơn phương này sẽ chẳng có kết quả gì. Lên cấp 3, mình thích bạn thêm 1 năm nữa. Lên lớp 11 thì hết hẳn. Lúc đấy vui lắm, vì lòng nhẹ nhàng hơn rồi. Vẫn để ý nếu nghe được tên bạn ấy, nhưng chẳng còn thấy sao xuyến khi vô tình gặp phải. Chẳng còn liếc tìm bóng dáng bạn ấy mỗi khi tan trường. Chỉ là khi gặp lại, mình vẫn không thể nói chuyện với bạn ấy vui vẻ như ba bạn khác. Mình không muốn nói với bạn, và hình như mình ghét bạn luôn rồi. Nhiều khi mình nghĩ, liệu tình đơn phương và tình yêu từ cả hai phía khi chia tay nó có cùng một kết cục không? Một là ghét nhau và chẳng bao giờ nói chuyện, hai là vẫn có chút gì đấy gợn sóng khi nghe nhắc đến tên nhau. Dù kết thúc, nhưng có lẽ cậu và mình cũng không thể phủ nhận được thứ tình cảm đơn phương ấy đã khiến tim từng ngủ vui chợt bừng tỉnh lại. Có sức sống, có cảm xúc mạnh mẽ, có những trạng thái mà chỉ khi đơn phương ta mới lý giải nổi. Thế nên dù sau này có vẫn làm bạn hay không, mình vẫn thầm cảm ơn vì thứ tình cảm ấy đã xuất hiện, để mình biết con tim mình cũng dạo dực về tình yêu. Có người chọn kết thúc đoạn tình không hồi đáp ấy bằng một cái buông bỏ nhẹ nhàng của một trái tim kiệt sức vì kín đáo cho đi không màng nhận lại. Có người thấy nhẹ nhõm, cũng có những kết thúc lại mở ra những đau đớn khôn nguôi. Ví như Ngạn, ôm thứ tình cảm thầm thương trộm nhớ đến suốt đời, đến mức phải rời làng đo đo đi vì không giữ nổi, cũng không muốn giữ thứ tình cảm ấy mãi. Tình đơn phương đâu ai dám nhận là mình vui vẻ, hạnh phúc. Ngạn năm ấy, nếu có nói thẳng với Hà Lan rằng mình yêu cô, câu chuyện cũng chưa chắc đã có một cái kết khác. Vì rõ ràng vốn dĩ nó chỉ là một mối tình đơn phương. Hà Lan đã chọn rời đi, thì dù Ngạn có tỏ tình, Hà Lan cũng không trở về với cậu, với làng đo đo. Vì thế, lựa chọn bày tỏ hay giữ kín trong lòng còn phải tùy vào cả hai lúc ấy. Nhiều người nói, không ai có thể sống lại tuổi trẻ lần thứ hai, nên yêu mà, thích mà, cứ bày tỏ đi, nói cho ra hết lòng mình. Vậy 2 năm, 5 năm hay 10 năm sau mới không hối hận. Nói ra là hết thôi, không vướng bận gì nữa. Nhưng nếu nói ra là chút bỏ gánh nặng của bản thân, thì có phải những gánh nặng ấy lại đặt lên vai của người được bày tỏ không? Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng cả. Khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác cái phần không dễ dàng đấy. Chúng ta chỉ để tâm đến tâm trạng của người bày tỏ. Nào là cho nhẹ lòng, cho không hối hận. Thế nhưng người được bày tỏ thì sao? Họ sẽ phải đối diện với lời tỏ tình như thế nào? Liệu họ có áp lực, suy nghĩ hay không? Có những tình cảm không nói ra lại là lựa chọn đúng đắn. Có thể là thích một người thứ ba khi đang trong một mối quan hệ, hay đem lòng mến mộ một người đã có người yêu, gia đình, hay khi người mình thích đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Còn nhiều trường hợp khác mà mình tin là cậu có thể hiểu và nhận thức được, điều mình nên làm chính là giữ kín tình cảm ấy để không tạo thêm gánh nặng cho đối phương, không đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, cũng như để tình cảm ấy đủ lớn bên trong mình để mình chắc chắn thứ tình cảm ấy tồn tại là đúng hay sai. Vậy nên lựa chọn bày tỏ hay giữ kín không phải chỉ để thỏa mãn cảm giác của bản thân. Dẫu sao vẫn là mình thích người ta. Nếu nói ra những dằn vặt trong lòng hiện tại là vì người, liệu họ có lại ôm đau khổ dằn vặt với hàng vạn câu hỏi vì sao người ta lại đánh cược hạnh phúc của bản thân họ cho mình? Nhưng nếu đã lựa chọn nói ra mà bị từ chối, cậu tổn thương và họ lại có những hành động khiến cậu cảm giác mình được gieo cho cơ hội, thì một vòng lặp luẩn quẩn lại diễn ra. Vậy là cậu mãi chẳng thoát ra nổi được thứ tình cảm ấy. Vì thế mình mong cậu hãy thật tỉnh táo và biết điều gì là cần thiết cho bản thân. Mối quan hệ ấy có bắt buộc mình phải giữ lấy bên mình hay không? Suy cho cùng, yêu đơn phương vẫn là tự mình yêu, tự mình huyễn hoặc về tình cảm của bản thân, tự suy nghĩ, tự dằn vặt, tự mình vui với những viễn cảnh mơ mộng mà mình vẽ, tự mình đau khổ khi mọi thứ không như mình muốn. Mọi điều đều tự do mình. Vì thế cậu à, cậu có biết không, mọi thứ đều tự mình, thì việc chữa lành, vượt qua, yêu thương và vỗ về chính mình
tự mình cũng làm được. Hay là từ ngày mai Hồng Oanh nấu cơm cho Ngại nha. Ngại xin lỗi, Ngại không thể nào làm khổ Hồng được. Bởi vì Hạ Lan chứ gì. Mà Ngạn có lo được cho người ta không? Mà người ta có để cho Ngạn lo cho người ta không? Ngạn có biết là tôi đã từ chối bao nhiêu cuộc giao phó rồi không? Ngạn xin lỗi. Sắp tới Hồng sẽ vào Sài Gòn, Hồng sẽ không bị mắc kẹt ở cái làng đo đo này nữa. Một mình Ngạn mắc kẹt là đủ rồi. Thế nên giờ đây tôi muốn người tìm ai đó như mong đợi, hay sống vui nước mắt cứ để riêng mình tôi. Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương, đi về nơi lòng chưa vẫn tơ vương. Yêu ngày xưa mình không quen biết nhau chẳng đớn đau, vì tôi biết do là riêng mình tôi chẳng biết làm sao hết như thương. Chấp nhận thôi khi người chẳng thương tôi.